Quý vị và các bạn thân mến, hết sức xin lỗi quý vị và các bạn. Thời gian này bận rộn quá, ít có làm clip đi ăn đi uống quá, thành ra thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì nó cũng là một trong những cái thú vui của mình, một trong những sở thích của mình. Thế nhưng mà mọi người cũng thấy là công việc, bởi vì công việc là trên hết, mưu sinh là trên hết, đôi lúc vẫn khán giả, quý khán giả thông cảm, vẫn yêu thương ủng hộ Colorman nhé. Bây giờ mình đang có mặt tại khách sạn Bandara Sut Silom ở Bangkok. Sáng nay thì mình sẽ tranh thủ một xíu để đi ăn sáng. Ở đây các cái khách sạn, tất cả những cái gì mà công trình kiến trúc ở đây, họ đều có thấy những cái mô hình về chùa đó. Nãy chắc có mọi người cũng thấy rồi, có những cái chùa Thái hay những cái kiến trúc của Thái thu nhỏ rất là dễ thương. Một số bạn thì ở cái khách sạn này thì họ sẽ đi ra cái cổng phía trước đó. Có thể nhìn thấy phía bên đây của Colorman là phía cái cổng phía trước đó, có một ông lính đứng á, thì đó là cái cổng trước. Nhưng mà mình sẽ đi ở phía cổng sau, và đây là phía cổng sau. Ngay phía sau này có nguyên một có mấy cái tòa nhà rất là cao, rất là đẹp luôn. Đây, quý vị các bạn thấy không? Hoành tráng vô cùng. Rất là đẹp. Buổi sáng ở Bangkok cũng không khác gì buổi sáng ở Sài Gòn hết. Bầu trời trong xanh. Nhưng mà mình sẽ đi cái cổng sau. Mọi người nhìn cái cổng buồn cười không? Tại vì luôn luôn là vậy. Cửa hậu luôn luôn sẽ có những điều rất là thú vị đang chờ đợi các bạn. À, trời ơi, đi xuống đây gặp ngay hai đệ tử đang đứng làm cái tổ ở đây, nhà gì đẹp đi. Nhà hàng của Pháp. Wow, đẹp quá. Đây đi khám phá. Đi khám phá rồi ở đây có cái món ăn gì hẻm của Thái Lan không? Ở Sài Gòn mình kiếm Sài Gòn hẻm thì dễ ha, nhưng mà ở Bangkok này Sài Gòn hẻm thì mình chưa biết nó như thế nào. Chắc là không ít quý vị các bạn cũng nhìn mình nó sao sao mà lúc này thấy hôm nay thấy Colorman nghiêm túc với mặc quần dài đúng không? Đó, bình thường thấy ổng có cái tà lõn với đôi dép ổng lết cắt bao nhiêu đầu đường xó chợ cắt khắp các nơi đó. Cũng thật cũng rất là đơn giản, tại vì sáng nay là đi làm việc xong là mấy thầy trò mình dự tính là sẽ ghé một ngôi chùa để thắp nhang đó, làm gì làm đi chơi đi bời du lịch gì cũng biết cũng phải có một chút tâm linh để cho mình lắng động lại. Và cảm ơn bề trên cho mình có sức khỏe nè, có năng lượng nè, có nhiều thứ để có thể mình làm việc tốt hơn, mình giúp được cho công ty mình nhiều hơn, và đương nhiên là giúp được thêm ai đó. Cho nên này, một trong những lưu ý mà quý vị các bạn đến Thái Lan là mọi người nhớ nha, nếu đã có ý định đi chùa hay đi đền hay là đi cung điện hoàng gia vân vân là phải nhớ mặc quần dài. Rồi quần ngắn thì không sao đâu, người ta có cho thuê cái xà đông quấn luôn. Nhưng mà như vậy thì nó kỳ lắm, phải không? Mình có chuẩn bị trước thì nó cũng tốt hơn. Ủa, nãy em cũng gì? Đây là con sông ảo nè, bà làm đứng ở đây chùm tắm là bà cháy nè. Ồ, ở trường đi đường này có gì ăn nha bà con. Ở đây hả? Ở đây đúng không? Nhớ mà quán hồi xưa chỉ có đi đây. Sáng ở trung tâm Bangkok là vậy đó. Y chang Việt Nam, cũng khác gì xíu mà luôn. Thậm chí nhìn thấy có khi còn nghèo hơn Việt Nam nữa đó bà con. Đây chắc có lẽ mọi người không có xa lạ gì với cái hình ảnh của chiếc xe túc túc này đúng không? Đó, đây là một trong những cái phương tiện giao thông rất là phổ biến tại đây. Đây quá dễ thương. Thôi đi luôn đi, để không kịp dở. Lính chụp tấm hình.
không thôi dậy đâu. Trên đường đi mình gặp một thấy một có một cái chiếc xe đẩy nhỏ nhỏ làm món thịt nướng, thịt heo nướng hả? Export heo nướng, heo nướng, heo nướng. Ồ, ăn thử miếng lên nó làm sao ta? Ngon, thấy có vẻ ngon quá. Ngon lắm anh ơi. Ủa, có người Việt Nam hả? Trời ơi, nãy giờ cứ tưởng người Thái. Không, em qua đây lâu chưa? Dạ, em qua lâu rồi. Ủa mà em có ở gần đây không mà bán ở đây vậy? Bán ở đây vậy? Ở gần đây. Ở gần đây hả? Ủa cái đường này đường gì em? Đường này đường Saladan. À, đường này là đường Saladan. Soi sổ. Saladan. Rồi, đường này đường Saladan nha bà con. Mình mua nhiều lắm nè anh. Vậy hả? Một cây là bao nhiêu tiền? Cây 10 bạc. Một cây 10 bạc. Người ta bán 20 bạc nhưng mà em bán rẻ. 10 bạc tính ra là có 7.000 đồng mình đó hả? Độ rẻ dữ vậy trời. Mà thịt dạo này thịt đắt mà em bán rẻ, người ta bán 20 bạc. Em lấy thịt heo bên Việt Nam quá hả? Hay sao đắt dữ vậy? Không. Ở đây cũng đắt mà anh. Ờ, thịt heo Việt Nam là thôi rồi đó, khỏi mua luôn đó. Thịt heo ở đây người ta cũng đưa đi cùng hết rồi nên nó đắt. Rồi thôi bán anh 2 cây đi. Có ai ăn không? Ăn ủng hộ em gái Việt Nam. Ăn thử em. Rồi cho em xin. Ôi nóng hổi luôn. Lấy chồng bên đây hả? Không, em là người Việt Nam à. Quê em ở trong. Chồng em cũng người Việt Nam. À, hai vợ chồng sang đây luôn. Ôi ôi, có tìm chỗ đây. Ủa cái nước này nó chua chua giống nước mèo á. Nóng quá ăn ở dần dịch vui hàm răng ra luôn á. Hai vợ chồng sang đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ 6-7 năm. Trời sao muốn giống Việt Nam ở đây? Việt Nam em không có gì. Trời gian vậy. Sống Việt Nam không có là xong đi qua đây mà dám dám qua đây sống được hay. Có sáng mai nha. Có nhiều mấy ha. Được chưa? Còn mình đưa đến đồng ngạc luôn thấy không? Quá ngon. Nào. Rồi, rồi mang cái logo mình không ạ? Rồi hai đứa em có con cháu nào không? Dạ có hai đứa rồi. Hai đứa học ở đây luôn. Ở Việt Nam. Em tính quê ở đâu hả? Quảng Trị hay gì hả? Em ở Hà Tĩnh, em lấy chồng Quảng Bình. À, Bình Định. Hà Tĩnh. Thì Quảng Bình á, Quảng Bình á, tỉnh là Hà Bình Tĩnh. Khách đông quá trời nè. Mới cư dán đâu. Ngon không? Anh ăn với xôi ngon hơn. Không có xôi đâu. Không có xôi đâu. Không có xôi đâu. Xôi đâu. Cảm ơn xôi đấy. Anh ăn với xôi ngon hơn. Xôi như thế. Hả? Xôi 5 bàn. Rồi vậy thôi đủ luôn rồi đó. No tới chiều nữa. No tới chiều. Trời dễ thương quá à. Đi bởi vì mình nói có nhiều cái vô tình. Hai người đi du lịch rồi qua đây nha. Nhưng mà họ đâu biết em đâu đúng không? Nói chuyện một lúc rồi mới biết.
Em tên gì? Dạ. Em tên gì á? Em tên Hà. À, cô Hà người ở Hà Tĩnh nha. Rồi, hơi bị ngon luôn. Total một cây này với em thôi là 15 đồng. Mình ăn 2 cây. 2 cây là 20. 50 là tính ra 14 ngàn. 14 ngàn cậu thì phần ăn sáng của mình 20 ngàn. Chưa tiết kiệm luôn. Đường xa là đang nha, mọi người có đi đâu gác ủng hộ mà. Hai vợ chồng mà Bình Tĩnh nha, đến từ Bình Tĩnh. Chồng Quảng Bình, vợ Hà Tĩnh. Gọi tắt là hai vợ chồng của Hà Bình Tĩnh. Anh nói kiểu đó là vợ chồng em nổi tiếng này thôi á. Lên YouTube thôi nổi tiếng. Lên YouTube nhá, trời ơi. Chính chỗ là dán, xin dán cái logo của mình nè. Nha, nha, em dạ. Dán logo anh mốt ai nhìn thấy biết. Việt Nam nhìn thấy là biết liền. Họ tới ủng hộ cho em. Biết Hello man. Em đâu có thời gian coi đâu. Giờ bắt đầu coi đi. Biết nè. Bây giờ kiếm cái chỗ nào rồi dán. Cái này ở Việt Nam rồi. Tên của anh là gì? Dán đây nè. Dán này sợ nhìn cái thùng gì thấy. Thả quăng cái thùng đó không? Hả? Dán xe thì dán đây nè. Đó, cho anh xin dán đây nha. Để khán giả anh mà họ có đi ngang họ thấy cái logo cái họ biết. Họ biết là quán ăn đã được Coleman xác nhận, tức là quán này ngon. Tính ra đi kiếm mì ăn rồi ăn xong mày no luôn rồi gọi gì không? Anh luôn chưa khỏi ăn anh ơi. Không quá. Canh gỡ này. Được đó. Chúc em mua may mắn đắt nha. Cô Hà Bình Tĩnh nha. Ok rồi, hãy chụp tấm hình nè. Quý vị các bạn thân mến, thôi mình tạm dừng video này ở đây để giới thiệu món khác. Là một cái món xôi heo nướng của Hà Bình Tĩnh. Ở tại đường Saladang, gần khách sạn Bandara Sút Silom. Đi ngang ghé ủng hộ hai vợ chồng Hà Bình Tĩnh nha. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, anh em chậm tắm ha. Cái chậm nó sụp bơ. Ngược sáng, ngược sáng. Em qua đây. Rồi, đây nè. Ok, rồi, qua đây. Anh có cầm thịt lên không anh? Có, để em cầm ra. Trên 2-3 cây đó. Làm một bớt cầm cái đồ. Dạ máy này chưa 1, 2 quá. Dạ ok. Đây, chị đang đánh anh ạ. Đáng không? Vâng, nhìn đây chị ơi. 3, 2, 1. Rồi. 3, 2, 1. Để rồi. Chưa nói điện á. Quá dễ thương luôn. Rồi, chào bạn đen. Bây giờ mình sẽ ra đầu hẻm để mình coi có cái món gì hay mình tiếp tục giới thiệu với mọi người nha. Tạm biệt mọi người ở đây.